Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh rất là vui. Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn rất là nhiều sự yêu thương và ủng hộ của quý vị khán giả, là gia đình các cô, chú, bác, anh, chị em và người thân, gia đình đều yêu thương và ủng hộ Uyên Quỳnh rất là nhiều. Sau tai nạn thì Uyên Quỳnh nhận được rất là nhiều lời chúc phúc. Uyên Quỳnh vô cùng xúc động và cảm ơn rất là nhiều đại gia đình ha. Và bên cạnh đó là hôm nay Quỳnh nhận được một thùng quà của em Duyên. Và em Duyên chủ tiệm nail này là số 813 nha cả nhà. Nếu mà các anh nào còn cô đơn, còn giữ chỗ thì vui lòng liên lạc với Uyên Quỳnh. Hiện giờ thì em vẫn còn độc thân, mặc dù em cũng là chủ tiệm nail và rất là lanh lẹ hoạt bát, nói chuyện rất là chân thành, dễ thương ha. Em Duyên này thì gửi cho Quỳnh thùng quà. Hôm nay mình sẽ mở ra. Thì trước đó thì em cũng đã nói với là Uyên Quỳnh đó là em gửi cho Uyên Quỳnh kem kem chống chị dứt thẹo ở trên đầu Uyên Quỳnh nè. Thật ra khi Uyên Quỳnh quay video thì có thể cả nhà không thấy, nhưng mà vẫn có vết thẹo, nó không có rõ lắm nhưng mà vẫn có thẹo ở trên trán của Uyên Quỳnh á. Em Duyên này rất là chu đáo luôn, khi thấy Uyên Quỳnh có vết sẹo ở trên mặt á là biết là Uyên Quỳnh thế nào cũng bị sẹo, nên gửi cho Uyên Quỳnh hai hộp kem để trị thẹo. Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn em Duyên rất là nhiều. Chị cũng hy vọng là trong thời gian tới thì em sẽ tìm được một hoàng tử như ý của mình, rồi để báo tin vui cho chị biết ha. Chị cũng mong là sau khi có tin vui thì sẽ gặp em ở bên chỗ của chị, hoặc là nếu mà có dịp thì chị em mình sẽ gặp nhau cà phê rồi ăn uống với nhau cho thật là vui ha. Đây là hai hộp kem, rất là cảm ơn em rất là nhiều. Và bên cạnh đó Uyên Quỳnh cũng nhận được một cassette chat của anh Bách Nguyễn gửi tặng quà sinh nhật cho Kevin. Em cảm ơn anh rất là nhiều đã có lòng rất là yêu quý bé Kevin, đã tặng quà cho bé nhân ngày sinh nhật. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin chân thành cảm ơn một lần nữa rất là nhiều những tấm tình yêu thương của quý vị khán giả đã quan tâm và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh và gia đình Uyên Quỳnh nữa. Rất là yêu thương, chân thành cảm ơn rất là nhiều. Các anh chị ở trong chương trình khi mà kết đôi được với nhau thì họ vẫn thường nói với Uyên Quỳnh là mây tầng nào thì gió tầng ấy. Thì nếu mà mình muốn mức độ thành công cao, mình thật sự tìm một nửa yêu thương của mình thì mình phải tìm một người phù hợp hoàn cảnh với mình. Và Uyên Quỳnh cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần thì khi các anh chị tham gia chương trình cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vì khi Uyên Quỳnh đã làm video thì Uyên Quỳnh sẽ không thay đổi. Các anh chị vui lòng khi nhớ kỹ điều đó. Còn nếu cảm thấy phân vân, không muốn làm video thì đừng có nhắn cho Uyên Quỳnh. Khi nào mình cảm thấy mình đủ tự tin làm video rồi thì hãy nhắn cho Uyên Quỳnh nhé. Và bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị đi tìm một nửa yêu thương của mình. Rồi, chị chào em ha. Dạ, chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay nha. Dạ. Em chào chị Yên Quỳnh, chào chào cô bác cộng đồng này. Em có thể tự giới thiệu về mình ha. Dạ, em là tên Võ Thị Út Tính, sinh 1977, quê ở Lai Chi, Bình Thuận chị. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Em bây giờ em chỉ tạm thời em làm cho cái quán gà rán lớn đó chị. Tại từ trước giờ em là buôn bán không à, mà từ hồi dịch tới giờ em có đi bán một năm mà em nói chung là em đủ nghề đó, em rất là giỏi. Nhưng mà địa chỉ của sao mặt bằng bây giờ nó cao quá, cao lắm. Mà mình thấy bán cực thì phải đứng người nó không có dư chị à, mà cực lắm. Mà với lại năm nay em thấy cái tuổi em nó không có tốt, em nói thôi để sang năm
sang năm em sẽ tạo điều kiện, tại vì mình làm chủ vẫn hơn chị. Từ trước giờ em buôn ba lắm, nói chung từ trước giờ em buôn ba bán không. Hồi xưa hồi còn con gái là em đi học may, ra em may gia đình thời gian, xong rồi em đi may công nghiệp. May công nghiệp là sang để em làm kiểm hóa, rồi tới hồi em có gia đình em về em buôn, có gia đình em về em đi làm, xong cái em vô nấu cho công ty của nước ngoài Đài Loan á chị. Rồi cái hồi em mang bầu với lại nó hành quá, ký hợp đồng rồi cái hợp đồng được 2 lần, lần sau nó hành quá cái em nghỉ xong em sanh xong cái em mở tiệm sửa xe Honda để chồng em làm, xong rồi em đi vô trại, em vô nấu cho một công ty trại heo nữa của người Malaysia chị. Nhưng mà cái số nghèo chị à, số nghèo cũng không được gì. Nhiều lúc mình làm chủ thì được, nhưng mà chồng mình nó khác sao á chị biết. Lúc lúc ảnh mở tiệm đó, em làm cho ảnh đắp kem xong em không biết sửa xe đạp luôn, làm bán lê luôn mà em bỏ xe nước miếng bên em bán nữa, mà chị lúc đắp đông có đông luôn, cuốn thợ làm cái trường sau này em thấy ngon quá. Cái mình nghĩ là thôi để cho anh tự lo đi, tại có thợ thầy nữa. Cái tại cái anh đó hồi trước anh xin cho anh vô làm công ty Đài Loan, là nó về xuất khẩu thanh long với lại cái trà là chị, hiện bây giờ là cao. Xong cái hồi cái sau này em xong mấy cái em nghĩ anh về anh xin lại cho em là vô cái chỗ trại heo thì em thấy nó ngon. Thì biết sao, nấu cơm phần là 1 phần 20 ngàn, mà đây mấy năm rồi là cứ nấu nấu rồi mình là lên lên hóa đơn, rồi nói chung là đi làm hóa đơn rồi đàng hoàng mình chuyển lên công ty, được công ty nó thanh toán tiền cho mình chị, mình đầu tư hết thì ngon. Nhưng mà mình nghĩ bỏ em nói chị buôn ba không qua thời gian đó chị. Nhiều lúc mình cứ nghĩ là mình sẽ càng vươn thì càng đỡ, nhưng mà người nó có số rồi, càng vươn thì nó càng không được. Cái em bỏ ảnh ra ảnh làm thợ với ảnh làm không được, làm chỉ đủ bằng với dư chút đỉnh, mà một mình em chỉ biết nấu cơm cho công ty trại heo có 7 tháng trời không nghỉ một ngày nào, mà chỉ biết nấu cơm cho trại heo nó khổ ghê. Cử sáng nó cử trưa cho ăn riêng, cử chiều cho ăn riêng, nấu thì dở đi, ra khay nó thì dở đi, chứ không phải như mình ăn một chỗ đâu. Một mình em làm đó chị, thấy em giỏi luôn. Chiều sau này em thấy cực, mướn mặt bằng rồi mướn thợ không có dư, mà mình khổ quá đó. Cái xong em bắt ổng về về làm em cũng gần 3 năm đó. Ở tánh chồng em nó cọc cằn lắm chị, chồng em người miền Tây á, cọc lắm, cọc mà hay chửi thề lắm. Em thì nói chung là em với ảnh thì nói chung là không có gì đó, chỉ là đơn giản thôi, nhưng mà ảnh không xử sự được. Em thì em biết chửi thề, nhà em không ai chửi thề đó, mà ảnh thì nói ra đó là mày chỉ biết vợ chồng mà làm cùng nghề nó phiền ghê. Mình đàn bà thì mình nhanh nhẹn, còn ảnh thì đàn ông á thì hơi chậm, mà để cọc ở nói mình kêu đi cái gì mình nhăn nhăn cái là đụ mẹ đụ má mày. Có nhiều lần nói với em, nói nếu mà cảm thấy sống được anh ghê, chồng em chửi ghê lắm, cọc thích đụ mẹ mày, đụ đĩ mẹ mày không á. Có nhiều lần em nói là nếu không thấy sống được thì sống, không được thì thôi đi vậy đi. Sao cái em nấu trại heo thì em chiều ghê anh chị à, ăn sẽ được người mà em chiều, người ăn cái này người ăn kia em chiều hết, em làm được hết. Chị biết con trứng mà trứng người, trứng luộc, người trứng chiên, người trứng đánh, còn gà người gà kho, gà kho người gà chiên, người cá chiên, người cá kho em chiều hết luôn chị. Rồi Tại mình làm nghĩ hết, thôi rồi ở làm 14 nhà dữ vậy đó hả? dạ, chị biết sao, mình ở nhà quê mình muốn là có việc làm, chứ lại mình làm chủ nữa. Chứ còn bây giờ mình như cái chị bà con nhà em chỉ hợp đồng có 6 tháng, hợp đồng 6 tháng mà chị nấu mới có tháng mấy 2 tháng là nó đình luôn, là nó đình công nó không ăn nữa. Mà chị biết trong khi là chị hả, là chị chửi cho một đống trứng luôn, một đống trứng mà phải nói là phải chịu bạc đó. Chị kêu là chị xin là để chị nấu cho nó hết 2 3 ngày cho hết, nó nói không, bà nấu ai chứ mà. Mà em nấu được mấy năm là chị biết em chiều dữ lắm luôn, mà chồng em ông cọc lắm, kiểu lâu ngày quá chị, tốt nhất bệnh hoạn đáng thiệt cũng được nghỉ. Thế có cũng trong xã hội mà có người này người khác, cứ là nó cứ là ổng chỗ cặt chỗ lõm, cứ thời của mình Là thì người ta ghét, ổn đắc. người ta không ăn nữa hả? Không phải là không ăn, nhưng mà hả, mà ăn nó nói tới nói lui mình mệt ghê.
trong đó là chị biết nấu công nhân mà nấu công nhân tại em nó đủ miền, miền Tây, miền Nam, miền Bắc. Mình thì nấu miền Tây là ngon rồi, còn miền Bắc nó không ăn được. Chẳng hạn như là nhờ, ví dụ như canh canh đậu hoa, bữa nay canh này mai canh kia chị, nhưng mà canh đậu hoa đâu ăn được. Người miền Tây mình thì thích ăn ăn đậu hoa, rồi người thích ăn chiên, người ăn đánh cổ, mà em chịu mấy năm luôn chị à. Không, cái đầu chị biết không, chồng em cũng cọc thì ổng cọc thôi, ổng cọc rồi em thấy cũng vợt bỏ quá. Chứ bây giờ mình đấu, ổng nói nếu bà muốn làm thì bà tự làm đi, tôi không làm nữa. Mà chị nghĩ là bây giờ muốn người vô, muốn người lòng mình. Tại vì chị biết sao, đồ của mình đầu tư hết, nấu như một cái tiệm lớn vậy á, rồi làm sao mà đưa người ngoài vô được. Anh em dòng họ thì nói chung ai có việc đó, nhưng mà ở nhà quê này không có ai buôn bán giống em hết đó. Chị biết em khổ lắm, chị biết em 9 tuổi là em đã lặn lội đi kiếm sống rồi đó chị. Cho nên em quen rồi, bên gia đình em không có ai mà buôn bán hết đó, cho nên không có kêu ai được đó. Cái xong cái thấy thì mệt mỏi, nghĩ cái ra buôn bán gì chị đúng không, em bán đơn giản cái nồi hủ tiếu gõ thôi mà bán đắt ghê luôn chị. Mà chỗ em với chỗ nhà ở trên nhà cũ ba em ở trên trên quê á, lại nó không có toilet. Và chị biết cái đường chỗ em là đường nước thông quốc lộ, mà nó thông đi xuống biển á, khách toàn khách vãng lai không à, đầu toilet mà chỉ bán đắt lên. Đầu cái xong em thấy bán cái nồi hủ tiếu là thấy họ có bữa một đêm 1,7 triệu, 1,6 triệu, mà chị thấy ở quê mà hủ tiếu gõ là một lời một đó, tại sống dưỡng rồi. Cái em muốn ý là mình càng ngày càng mình càng tăng lên, em lại nấu món bún bò Huế rất là ngon, cái em thêm một món bún bò nữa. Cái sau này em bán cửa sáng cửa tối là em bán ở chỗ đó, là cái chỗ đó không có toilet. Xong đó là cửa sáng em lên xin đỡ phút dân được cũng không có toilet luôn. Mà chị biết hôm nay Tết hả, 6 người phụ cho em mà bỏ khách đi biết bao nhiêu. Chị biết một buổi sáng mà bán 9-10 triệu bạc, bán tới 11 giờ mấy là em có nổi, chịu có nổi luôn. Chỉ bún mà họ sáng là trụng là mấy chục ký, nó không có nói trụng từ tôi. Chị biết khách mới đi tập đoàn không à, tại khách du lịch đó nó đi tập đoàn không à, nhiều lúc đó, sáng mới có 6 giờ là nó dùng vô một chiếc xe 60 chỗ ngồi, là phải chừng 2 chiếc gì đó chị. Bàn em nó ở bàn ghế nó ngồi bỏ giải cho mà không có chỗ chị thấy. Cứ xong em tức quá, tức quá cái mấy người khách đi đường ăn nó cứ họ họ cứ xuống họ nói em nó buôn bán gì mà không có mặt bằng uổng. Họ xuống em, họ dụ em đi vòng vòng, em mê cái mặt bằng em bán nhà em đi vòng vòng chị. Trời ơi, bán nhà đi vòng vòng rồi đi lên quê, lên nhà quê có của gì đâu, lên nhà quê thì cái chỗ đó là chị biết nó làm cái gì, ông làm cao su, cạo mũ cao su á. Thì hả, lúc nắng thì ông hút, lúc mưa không nói gì, còn lúc nắng á là nó làm tới 9-10 giờ nó về nó ăn cơm. Mà em mẹ em bán cũng được, nhưng mà em thấy ở trên quê chạy xuống nhà em nó ngược đường, với thị xã nó ngược đường, cái em thấy buồn quá. Đồ ăn cũng không có nữa, cá bắm ở trên nhà quê nó đâu giống như mình gần biển đâu. Cái em thấy gì cái em bán từ đó chị, cái số khổ bán xong rồi đắp lên, bán xong rồi đắp lên này chị, rồi bán xong mất mất biết bao nhiêu tiền. Cuối cùng không, cuối cùng hả, em đi về chỗ cũ nhà em lại, cái em muốn chỗ đó em bán không được chị, bán chị được thôi chứ không có đắt, không đắt. Xong cái đầu cái lúc đó đắt lên quá trời luôn, nó chết rồi. Cái còn bây giờ hả, bây giờ đi đâu bây giờ, đắt mắc, bây giờ đắt mắc quá, một số tiền mình đâu đủ đâu. Chỉ biết lúc mình bán thì nó rẻ, mà lúc đó hả, mình cầm tiền xong rồi đắt nó lên dục dục vậy, nó có quán luôn. Cái em nó xách tiền em xuống chỗ nhỏ em đi, nhỏ em bây giờ em đang ở nè, nhà em sát biển nha chị. Nó nhỏ em nó cũng ngồi đó, nó có 2 đứa con với nó chung là gia đình nó 4 người, nó ở có 32 mét vuông thôi. À, nó không có điện, có nước gì hết, nó phải công nhờ. Tại ở đây chị biết không, ở thành thị này bắt điện khó lắm chị à. Chị biết sao bắt điện không? Em nói chị nhà chưa chích điện, nhà không có cái son đâu. Rồi hả, nó không có cho mình bắt điện đi ngang ngang ngang, ngang cái gác đầu chị như cái phone đâu. Cái đầu cái nó đưa cúc đầu, nó để cúc đuôi lại cho em. Cúc đuôi cho em chị biết không, không có điện chỗ em nó chết rồi. Điện này chết rồi, chắc bỏ của chạy lấy người luôn á. Tự nhiên sau em cứ xong nó tự nhiên cái em đi, cái em về đây thì dòng họ em đông, nhưng mà em không có biết cái người ở đằng trước nhà em là anh con của cậu em ở ngoài Mũi Né đó. Xong cái nói ra cái là anh con cậu em, cái thấy gì cái nói anh bự, giờ em
Trời ơi, anh mời xong em bắt bắt điện vô. Trời nhờ ảnh gì em cho bắt điện vô chị, bây giờ mới có mới ổn định chứ. Ở đó anh nói chị xài chung với nhỏ, em con chú là chị biết tiền điện nó phải đóng nhiêu, 750 tiền nước 350. Mà trong khi em nói thôi, lúc đó em chưa có bán đất, chưa bán nhà luôn. Em nói thôi bây giờ hả, cho chị ở đi, chị muốn trả bán cho em. Thì khi nào chị bán được, cái nó nói, bà nghĩ sao vậy? Chị em trong nhà mà cho mướn, thì bà ở đi. Cái chuyện chị đi, ở mà tháng nó tính em 750 ngàn tiền điện, 350 ngàn tiền nước, thấy ghê không? Cái đầu em nó chết rồi, giờ họ xin chị biết mấy người hoàn toàn đây, ta ở mấy chục năm, ta không được cái chị à. Bắt không được, nó không cho anh nó qua, chia điểm nóc nhà. À, chỉ biết nhà là nó đường tôn thôi chứ nó không có, không có cái đường lối đi. Khi nào chị đi nước nó chị không, chị hú em là chị tới nhà em chơi chứ. Chung tâm điểm là nó ở đây thì nó an toàn, vui vẻ, thích lắm chị. Toàn biển sóng xuống ghê lắm, tại nó không thiếu gì hết á. Siêu thị đồ đầy hết trơn, mà chỗ nhà em mới đang làm cái siêu thị lớn á. Không biết tương lai là sau này nó có thay đổi không, chứ còn bây giờ thì nó chưa, chị thấy nhà nó nói chung là nó không có đường lối gì hết á. Cái đầu chị biết không, cái em xuống đây em mua ở cái em bán em được 2 năm, cái em bán đắt quá, cứ vậy cái dịch dịch cái mấy ông công an không cho nó ở dân biển, mà tự nhiên nó vô là cái hãng công ty đá nó ra là 10 mấy 20 người mà không cho có 2 người sao được. Cứ như thế vậy là chồng em nói thôi, em nghĩ thì cái hồi cái dịch căng quá mà chỗ nhà em chết quá trời luôn chị. Cứ thấy thì nghĩ xong cái đầu cái nghĩ xong cái hết dịch cái em mới hết cho chị đó. Anh nói thôi giờ mặt bằng này chị bớt cho em đi, em đóng 1 năm nữa, 1 năm cho chị bớt cho em đi, mà chị cứ có vỉa hè mà tự mình che phủ em bán 2 cử luôn, che đầu mà chị cứ che đợi ngõ phủ mà không bớt. Cái em thấy vậy thôi em nghĩ cái em đi buôn cá đó là năm đầu là cho nó thiếu 7-8 triệu bạc, cuối năm lấy được. Còn cái năm mà vừa dịch xong rồi em bán, em đi bán cá bán được lắm, em cũng có gian bán, em bán xong thiếu mấy triệu bạc thì đòi không được. Giờ hẹn tới ngày nào mà nói chung là mình cũng không có khó dễ cho người ta, tại mình bán từ trước mình biết rồi, tại người ta dịch ai cũng khổ hết rồi, đã vậy rồi kêu thanh long bán không được nữa. Ở trên nhà quê là nhờ thanh long đó chị, mà thanh long bán không được, người ta đâu có tiền đâu, cho nên em cũng thông cảm, em cũng vui, cho nên thôi để tết này em lấy thôi, chứ còn em cũng không có nặng nhẹ đó. Nhưng mà chị biết không, bây giờ biển ở bên Việt Nam này không có giống ở bên nước ngoài chị. Cái con cá con sò rồi cái nị nó cũng lôi đi lên, từ từ cũng có cá bán không á, cũng có cá ăn không á. Cho mẹ em thấy là hả, cá mà chỉ cá lưới mà ở đây á giờ 100 mấy 200 ngàn ký là bình thường, trên nhà quê nó ăn không nổi. Cái em thấy vậy thôi, cái em mới đi làm thì nói chung em đi làm tháng 4-5 triệu vậy đó chị. Mà cái ý là em thôi, chồng em này lúc mà bán á, lúc buôn bán á chị biết sao, em cũng không phải là thôi, cũng như là vì lúc mình tức mình quá nói, ý là chửi nhau thì vợ chồng nào cũng có chuyện hết đó, chứ không phải là ai mà hoàn hảo hết. Nhưng mà đủ đỉ mẹ em thì mà mình tức mình nói trời, mình đâu có phải người không ra gì đâu chị. Cái lần nói nhiều lần, cái bữa đó em mới nói sống được thì sống, không được thì liên vị đi. Cái ổng cách em, ổng nói mày làm đơn đi, mày làm đơn đi, tao cứ tao chờ mày lâu nay á. Không nói gì hết, hỏi công ty em cũng tức nữa, nó thấy mệt mỏi quá, sống mà có người gì cũng mệt lắm. Cái ổng đáp gì, em nghĩ là em làm đơn đưa ra tòa, thì nghĩ nếu mà ổng á, suy nghĩ ổng đừng ký thì có sao đâu. Thì biết bao nhiêu người ta đưa, người ta cũng rút lại bình thường. Cái ổng nói em vậy, em đưa ra tòa, cái tòa kêu hả, ổng đừng ký đẹp đẹp, em chỉ thấy thỏa thuận á, thỏa thuận tài sản rồi á. Là tòa nó xử nhanh ghê, nó tức tắc à, không thấy ghét trời à. Rồi xong rồi cái đẹp vậy đó. Thế rồi về năm Mỹ, nói chung nói ủa, chỉ lúc đó thì đừng có ký. Cái nói gì, tại em muốn, nó muốn cái gì. Sao khách, nó mày làm đơn đi tao ký, tao chờ mày lâu nay rồi, tức không. Thì nói chung chị làm như hết duyên hết nợ rồi ở sao á. Mà em nói thật, em cũng coi nhiều kinh, nhưng mà em theo dõi nhiều kênh, bởi cái hôm em có cái chuyện cũng dằn dò lắm. Mà suy nghĩ thôi kệ nó đi, người nó có số rồi, để thôi cái số mình nó tới đâu chứ.
Chị biết em khổ dữ lắm chị, mẹ em chết rồi em mới cũng 9 tuổi thôi. Rồi em ở với lại chị dâu chứ, ba có vợ khác. Tụi chị dâu khổ lắm, 12 tuổi là nó chứ 9 tuổi thì em ở với chị dâu rất là khổ rồi. Cắt cỏ, chăn trâu, tụi khổ lắm. Chị biết mang ra viết mà có 3 tháng trời, mang ra viết đứt, nói mang gì mà mau đứt chưa. Hỏi chị được trâu được bò chạy như chạy ngựa nhưng mà dép mũ mà chưa còn. Thế thấy gì cái người hàng xóm đó là họ thương má em. Tại má em hồi đó má em ở gần má em thương bả đó. Đi bán gì là lúc nào cũng có bánh cho con bả rồi. Nói chung cũng như dì cháu trong nhà vậy đó. Thì bả cũng thương em. Thế bả mới nói thôi mày đi qua đây với chị đi rồi tao tao cho mày mượn cái rửa tao dẫn mày đi lên rừng mày làm. Chị mà làm lúc đó hơn giống chị cũng làm có tiền lên. Cái chị cứ xoay em làm để em sắm được cái đầu miếng may một chỉ rưỡi mà cái đầu xin rêu. Một chỉ rưỡi ngoài đó thì biết lớn lắm á. Xong cái rồi cứ còn hả? Còn cái chân đạp em sắm không nổi. Cái chân đạp em có mấy chục ngàn rồi. Xong cái em sinh ba em có vợ khác rồi. Thế là ba, mẹ em nuôi gà cắp cừu. Lúc đó chị biết không? Nuôi gà mà nuôi chúng ba con gà, gà tre đó. Nó không lớn con khỉ nên nó không dưỡng nhất mà nó đem cây không à. Bán cũng được nhiêu có mấy chục ngàn. Thế nói ba, con mua cái chân bẩn cái may con còn thiếu mấy chục nữa ba cho con mày cái chân có 120 à chị. Cái ba em mới nói gì vậy, nói luôn bà cho nó mua đi, cho nó đủ mua đi. Thế là mua xong là người anh trai em cho em đi học học may. Mà chị cái thời của mình cái thời ngoài đó may đâu có bao nhiêu đâu, ngày Tết người ta mới may chứ hồi thời bao cắt cổ thấy mồ luôn. Rồi cứ em cũng may khéo lắm đó. Sau cái thời gian cái đầu lấy mấy người ở gần nó sẽ rủ em đi Sài Gòn may gia công. Thế chị biết không, rồi em nói thiệt cũng nói em vô Sài Gòn cũng lặn lội khổ lên chị. Tới ngày về là mới thành đạt á. Tới cái ngày mà em nói là quyết định em đi về là em mới thành đạt. Tại trường đó em ở đó em làm luôn, tại mới có tiền á. Rồi sau này em lấy anh là người miền Tây ở Kiên Giang đó chị. Nói chung là ảnh cũng tội. Thì có cọc cằn, cọc cằn, cọc. Tướng ổng to con lắm, cọc lên. Tướng Em ổng nhà ổng rồi làm hiện to tại là có gì được mấy người con? Hiện tại em có được mấy đứa con? dạ em có một chị con bé 9 tuổi mà em lấy muộn rồi về em cũng không có nó không có kinh gì hết nó đi với đàn ông gì hết rồi em trì em đi từ rủ á từ rủ kêu em thì uống cà rốt với lại củ dền á có em uống cà rốt đó chị em uống cà rốt còn mấy trăm ký không làm em có tháng đầu tháng sau dính nó đó. Thì bây giờ em bé với em nói chung là có nhà cửa ổng là ổng để cho em hết tay lên phòng là ổng nói là để đồ lại cho em hết ổng đi đây không nhưng mà em nói là tại hồi xưa là chiếc xe SH mua 6 mắt thì nói là ổng đứng trên chủ hộ mà thì nói chung em lùn em cũng thích đi em chỉ thích đi xe đạp điện thôi khi nó anh lấy đi nói chung là thôi thì thôi nhưng vẫn thỏa thuận vẫn vui vẻ bình thường phải nói hết duyên hết nợ rồi thôi chứ không có gì nhiều lúc em cũng nói anh em thấy mấy chương trình này cũng được mà anh thấy em là người đứng ra nói cho anh chị thấy vui vẻ vậy đó làm những hết tiền hết nợ thì cũng thỏa thuận thôi chị à dạ Em rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? em muốn người đó là lớn tuổi hơn em chứ nhỏ tuổi em chịu đâu ở ở ở đây thì nó cũng có nhiều người anh chị nhưng mà em thấy sao không có chuẩn tại vì mấy người ở ngoài này là người ta không có cái sự sắp xếp không có cái sự sắp xếp sẵn sàng cho nên mình thấy mình không an tâm còn như cái chỗ chị đây ví dụ một khi đã lên thì toàn nước đều biết cái trong nước ngoài đều biết hết thì có thể là người ta sắp xếp được gia đình người ta có thể là mình được mình không có thể thất vọng còn như ở ngoài này thiếu gì em vì chứ em nhiều người lắm thương chị mà em không có nghĩ tới ai ấy tại vì nghĩ sao bây giờ mình đã khổ nhiều rồi giờ mình kiếm phải có kiếm một bộ vai vững chắc chính như chồng em cũng không sướng khổ dữ dằn cho nên giờ lớn tuổi là được chứ còn hả nhỏ là em không chịu nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng không chịu nữa nhưng mà lớn lớn bao nhiêu thì lớn như vậy là duyên số thôi chứ cũng không có mình không có định được chị chứ nó nói ở lớn hơn 1 tuổi 2 tuổi thì biết đâu số mình lấy chồng già sao miễn là cái bờ vai vững chắc là được chị tại em sức buôn bán
Em có cái gian buôn bán chứ em không có làm đúng luôn hay học chị luôn á, tại em bán rất cái bán gì cũng được hết á, là không có mặt bằng chị à. Bây giờ em muốn người nào để kiếm mà còn nửa đoạn đường này đi cho hết, thì còn có một bờ vai vững chắc để về, để có cái chỗ mình sống, mình làm mình sống mình còn nuôi con nữa. Tại vì bây giờ hả, bây giờ mình con của mình mà bây giờ không biết ai thương em thì phải thương con, nhưng mà người ta có thương thương mình cũng phải lo cho mình để cho con cho khỏi phiền lòng người ta chứ, chứ không phải vì người ta lo cho con mình nữa cũng thấy ngại đúng không chị? Cái đó là cái rõ ràng rồi. Dạ Rồi thí dụ cái anh mà em muốn làm quen anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Cái gây mà. hút thuốc uống rượu hả chị, thì nói chung đàn ông mà mình không có cái đó đâu có được đâu, nhưng mà giới hạn rượu là em không chịu nha. Rượu thì nói chung là uống mà biết dùng thì được, chồng em ổng rai có chữ thề chữ ấy rồi sau cung chữ thôi, chứ uống rượu là dùng dùng rất là hay. Chứ em thấy nhiều ông chính như anh nhà em cũng lầy lắm, em sợ lắm. Hồi xưa thì biết em mà mỗi lần đi hôn rượu rồi phải đánh em mới đi được, không dỗ ngọt em mới đi, em ghét chị á. Cho nên là uống thì cũng không phải là mình cấm, tại cấm thì nó cũng mất giá chị à, chứ còn mình không thể là mình nói mình không cho người ta uống cũng không có đúng. Em rồi à. Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em đó chị, em rất là tin người, em rất là thiệt thà, rất là thương người, tại vì em rất là khổ khổ rồi rồi giận khổ lắm, cho nên là em rất là thương người. Cái gì á, trong nhà em có người ta không có thì em sẵn sàng thì em cho người ta để em nhường cho người ta, em không có cũng được, nó cứ tâm em như vậy á. Em rất là loay chỗ đó, bởi vì chồng em nhiều lúc cũng không có hợp giống anh chị em nhiều lúc á, chị mình lo cho mình nhiều lắm, nhưng mà cái khi mình đấy là phải hỏi han rồi mệt chứ, mà bắt cứ người ngoài em gì thì em thấy người ta tội, nó thôi kệ đi, mình đang bị hết người ta người còn, chứ nói chung là em sống khó lắm chị, cho nên em thích người nào phải cho có, biết rằng là đồng tiền nó cực khổ nhưng mà có mình cho đi thì đâu có sợ mất đâu. Khuyết điểm của em Chính là là gì? dạ chị, em hay khóc lắm chị, nói chung là em hay hay tủi thân, tại vì em khổ nhiều rồi, với lại em thấy ai khổ hay là có tâm trạng gì khổ là em hay khóc, nói chung là em hay khóc khóc mà không bao giờ khóc trước mặt đâu, thế là em hay khóc sau lưng một mình vậy đó, ví dụ buồn hay là mình thấy cảnh gì đó, hay là mình đi buôn bán mà người ta đối xử mình làm sao lại em hay khóc lắm đấy chứ vậy. Chứ còn tánh em dễ chịu lắm, biết biết vị tha, biết đứa biết sao biết vị tha, cái em có câu mau, nói chung em chịu khó, nói chung chịu lấy nước làm sạch thôi, chứ còn bây giờ em làm gì cũng được, nói đại khái là làm gì cũng được, chứ không có sợ là dơ bẩn hay gì, làm gì cũng được, miễn có tiền miễn đàng hoàng là em làm. Chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao của em có 1m55 hả chị? Như vậy cũng được rồi, không cao mà không thấp. Nếu mà có người yêu, em có muốn người yêu của em có tính lãng mạn không? Sao chị? Nếu có người yêu, em có muốn người yêu của em có tính lãng mạn không? Không, nói chung là phải tính lượng, nói chung là phải cho nó vừa thôi, đừng có dơ giấy quá. Ý là mình ra đường mình ăn mặc cho nó gọn gàng, chỉnh tề chút. Tại vì người ta nếu mà không có ra gì thì người ta đánh giá người vợ thôi, chứ người ta đâu đánh giá người chồng. Nhưng mà nhiều lúc có tánh người vậy làm sao mình quá mấy cho nổi, mình lo cho nổi. Không phải con mình lo, mình tự mặc được, đúng không? Chứ em thể thích sạch sẽ, em thì em sạch. Nói chung là cái nhà của em nó thì đi là nhà cũ, nhà nhỏ cũ, nhưng mà em ở nhà này em phải lau mấy lần cái chân mà em nhám nhám này không chịu được. Ở vô nhà em mà tàn thuốc tàn đồ là phải gọn gàng, chứ còn nói dơ là em không chịu được chị. Chung bệnh chị còn không biết là có hồi chồng mình sao thì mình thương quá là mình thì sao thôi, chứ là mình để xử làm sao thôi, chứ còn nói chung bày hại là không thích rồi. Em buôn bán không gì chị biết, có nhiều người bán ở dưới này rất là đông chị biết không, đi từ 3 4 căn nhà là một quán rồi mà em vẫn nắng đó, em ra sao mà em vẫn nắng đó rồi chị biết ra sao, nhìn hai cái nồi để nhìn cái người để nhìn từ cái ống đũa hay cái tô em mà đi ăn không, ống đũa mà cái đầu ngọn mà đưa xuống góc là em ghét nhất,
cho nên em rửa có em bán có thể tối nào trễ em cũng phải dựng cái đầu ăn lên hết toàn bộ để phơi. Còn nói mà chị thấy đi ăn nhiều chỗ rồi đầu đầu ngọn đầu đít để lộn xộn, mình thấy cái đó nó bẩn cho nên em mới ra mẹ bán bẩn lắm hay gì đó. Em đứng ra cho chị xem dáng em cái ha. Sao chị? Em đứng lên cho chị coi dáng em cái ha. Dạ. Em đứng lên chào. Dáng cũng dễ thương ha. Hoặc có đầm cũng dễ thương nữa. Chị nói sao? Em nói về chị là em bởi bữa chị kêu em gửi hình cho chị mà em biết hình nào á, tại vì nói chung á mình khổ thì cũng không phải là khổ, nhưng mà chị biết em không có thích đi chơi chỗ đông người rồi cũng không có thích đi nữa, cho nên em đi đám cưới rồi đi đám cưới như này thì trời toàn trời 10, 11, 12 giờ trưa không à, nắng thấy mùa luôn mà chụp đâu, tại vì lúc em chụp thì nó hơi nó không có rõ ràng, nên em biết chụp đâu em cứ về nhà em ngồi đó rồi em rửa con em gửi gửi nó tấm hình thì chị đòi dán đúng không, ý là chị nhìn thấy dán mới được đúng không? Không mà chị muốn có tấm hình nữa người, nhưng mà chụp phải cho nó chỉnh chu chứ không phải chụp cho nó được, tại vì khi em bỏ tấm hình lên đó người ta coi video em hay không là cái tấm hình của em rất là quan trọng. Dạ. Nếu mà người ta coi video em nhiều thì em mới có cơ hội nhiều, còn nếu mà người ta không coi tấm hình của em không thu hút, người ta không muốn coi thì em cơ hội của em rất là thấp. Dạ. Okay. Đúng rồi chị. Dạ. Chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ. Ông kính xin chào cô bác cộng đồng trong nước ngoài nước. Chúc cô bác một ngày vui vẻ và chúc gia chị gia đình chị Yên Quỳnh thật hạnh phúc để đem lại điều gì vui cho những người mà bị gãy đổ như em. Chung gì cho em từ giờ em cũng có lý lẽ gì không biết nói làm sao hết. Ok em, bye em, good night em nha. Em gửi số điện thoại của em qua cho chị ha.